Những điều cần lưu ý khi trồng cây. Hoa tươi rực rỡ khắp nơi, cỏ đẹp đầy sân xanh tốt, tĩnh tâm suy xét đều có thể là nguyên nhân dẫn đến giết hại vật mạng, nhất là đến tiết thu mát mẻ thì càng xảy ra nhiều hơn nữa. Một khi nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ, liền nghĩ ngay đến việc bày tiệc rượu đãi khách. Kẻ tham ăn thấy vậy đều hân hoan, còn loài vật thì do đó mà bỏ mạng. Có đến một nửa số điền chủ dùng bùn sông bón ruộng, như vậy hại chết rất nhiều vật mạng. Nếu có thể thay thế bằng loại phân bón khác thì rất nên làm. Những vùng ven biển, loài cấy sinh sống rất nhiều. Người làm ruộng thường bắt lấy, giã nát đem bón ruộng cho tốt lúa. Nếu có thể cấm được việc này thì rất nên ban lệnh cấm. Người trồng trúc thường dùng bùn sông bón lót cho tốt cây, không biết rằng bùn sông thật không tốt bằng tro ẩm. Hơn nữa, tro có thể làm xốp đất, còn bùn sông lại thường sinh ra các loài mối mọt. Trúc vừa nảy mầm con, lúc muốn bứng trồng cần phải hết sức chú ý, vì vào mùa xuân thì dưới đất đâu đâu cũng có côn trùng. Khi muốn bứng dời các loại hoa cỏ đi nơi khác, cũng phải chú ý như vậy. Các loại cây thân gỗ như hoa đào, hoa mai, cây du, cây liễu thường sinh ra một loại sâu lông nhỏ. Nếu vào ngày tiết thanh minh, lúc nửa đêm, dùng một cọng lúa ma buộc quanh thân cây thì sẽ rất ít hóa sâu. Trên thân cây quế, nếu dùng một nhánh mè buộc vào sẽ hạn chế không sinh mọt trong thân. Muốn chặt tỉa bớt cành nhánh tùm trên cây, chỉ nên làm vào mùa xuân, mùa đông. Không nên làm vào mùa hạ, mùa thu, bởi vì vào mùa hạ, mùa thu, ở mặt sau của lá cây thường sinh các loại trùng nhỏ sống bám vào lá. Lá sinh nhiều thì trùng cũng nhiều, tỉa cành chết lá, ắt trùng cũng chết. Cây trong vườn có chim bay đến làm tổ, nếu ở những cành thấp sẽ rất dễ bị người làm hại, nên xua đuổi chúng đi, chớ để cho làm thành tổ. Nếu đã lỡ thành tổ rồi, thì nên hết sức chú ý bảo vệ. Khi dùng vại sành lớn cho bùn vào để trồng hoa sen, trong bùn ấy có rất nhiều trùng nhỏ sinh sống. Vì thế không được để khô kiệt nước, cũng không được đổ bùn ấy ra bừa bãi, vì sẽ làm chết trùng. Cây tường vi sau khi nở hoa thường có rất nhiều loại sâu nhỏ màu xanh bám trên lá, không nên cắt mang đi trồng. Trên các đóa hoa cúc, thường sinh ra loại trùng độc, chạm tay vào thì chảy ra chất dịch màu đỏ như máu. Nên dứt hẳn thú chơi thưởng ngoạn này. Trên các loại rau quả, nếu phát hiện có loại trùng này thì nên bỏ lại, đừng thu hoạch. Bùn động dưới đáy ngòi, rãnh, nếu dùng làm phân bón cho hoa cỏ hoặc đắp vào gốc biển đậu, dưa, tiêu, các loại, vào mùa thu sẽ sinh ra rất nhiều loại trùng độc. Tưới nước cho cây cỏ, không nên dùng nước có nhiều thủy trùng sinh sống trong đó. Vườn rau ở gần hồ, nếu dùng nước hồ để tưới, thì trước khi lấy nước, nên khua động mặt hồ một lúc để các loài thủy trùng kịp thoát đi. Các nhà phong lưu chơi hoa thường ngâm lông gà, đậu thối, rồi dùng nước đó thường xuyên tưới bón cho cây. Không biết rằng trong nước ấy sinh rất nhiều trùng. Một khi được tưới vào rễ cây, những con trùng ấy lại thu hút đàn kiến tìm đến, chẳng những làm hại rất nhiều vật mạng mà cũng khiến cho cây hoa không phát triển tốt. Vì thế, nên dùng một cái giỏ tre bọc vải lụa mỏng chung quanh, thả vào nước, rồi múc nước trong giỏ mà tưới sẽ không có trùng. Mỗi lần dùng xong, phải lấy giỏ ra khỏi nước treo lên ngay, không được ngâm trong nước. Nước mưa chứa lại cũng thường sinh rất nhiều thủy trùng lăn quăng trong đó. Nếu dùng tưới cây, cũng nên áp dụng cách lọc nước bằng giỏ tre. Muốn dùng nấu nước pha trà, cũng phải lọc như vậy. Các loại hoa thơm cỏ đẹp thường trồng với mục đích cùng người khác thưởng ngoạn. Vì thế nên trồng ngoài sân vườn, không nên đặt ở khuôn viên bên trong nhà. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.